Chơi trò chơi, ai thắng được 5 lít. Chơi. Looking like a star. Thôi rồi đúng không? Cho xin 5 lít. Thôi được rồi. Ta-da. Ôi, cái gì đó? Sắp đến ngày tập tháng 3. Anh biết anh thích hoa nên là bỏ 5 lít đấy. Wow. Đẹp thế. Cho em mượn điện thoại chụp ảnh sắp. Đấy, có ngay, có ngay. Này, mà anh giỏi thật đấy. Hoa tươi này, tầm này em đặt trên mạng nó không có đâu. Anh đặt ở đâu ấy? Gì đây? Hoa tươi tặng nóc nhà chỉ từ 199 cành. Sao anh lại bảo hoa này 5 lít? Đặt trước hoa tươi từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 3 trên xe đỏ để được giảm 50% nha các ông. Cứ yên tâm đó là hoa thật, có thể hẹn trước giờ giao và ship hàng toàn quốc. Nhưng mà đừng để bị phát hiện nhé.